gái cầm biện xin tiền chữa bệnh, tiết lộ lý do dùng tiền để mua vàng. Còn nhớ những ngày cuối năm 2020, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều hình ảnh của một cô gái cầm biển xin tiền chữa bệnh bị bắt gặp, đứng mua vàng và khiến nhiều người bất bình. Theo đó, trên bảng ăn xin, cô gái viết mình bị chứng thiếu máu não. Tuy nhiên, theo một số cư dân mạng, căn bệnh này không phải là bệnh nan y khó chữa, vả lại chi phí điều trị cũng không cao. Việc một cô gái hoàn toàn lành lặn xin tiền từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác khiến dư luận vô cùng nhức nhối. Bên cạnh đó, một số người còn nhận ra cô gái này chính là cô gái cách đây một năm từng cầm bảng xin tiền đi lang thang khắp các quán nhậu đêm từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng, được cho là đang lừa để xin tiền chứ không hề mắc bệnh thiếu máu não. Do thấy cô khóc rưng rức nên không ít người thương cảm và cho tiền. Thậm chí có nam thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh kể, nếu cho 10.000 hoặc 20.000 thì cô nàng không nhận, chỉ lấy 50 đến 100.000 đồng. Tuy nhiên, tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, tài khoản TikTok có tên là DN đã tình cờ gặp cô gái ăn xin nói trên và ghi lại clip với nội dung tra hỏi lý do tại sao cô làm vậy. Câu trả lời lại càng khiến cộng đồng mạng bất ngờ hơn. Theo đó, vì không sử dụng mạng xã hội, khi được DN thông tin rằng có rất nhiều tờ báo đưa tin về sự việc cô đi khắp nơi để lừa gạt xin tiền, cô gái đã xin được chuyển lời. Em không dùng mạng xã hội nên em không biết. Mong anh chuyển lời tới cộng đồng mạng giúp em. Sự thật là em bị mắc bệnh. Em tu hành đã 6 năm nay. Không phải lừa đảo, em mua vàng nhưng cũng bán hết rồi. Sau khi hỏi và đề nghị xem giấy tờ tùy thân, cô gái cũng rất hợp tác. Được biết người phụ nữ này quê ở Quy Nhơn, Bình Định. Vì bệnh tật nên mới phiêu bạt khắp nơi để xin tiền mưu sinh. Mình có đi lừa gạt đâu, mình xin tiền để trang trải hàng ngày. Cộng đồng mạng hiểu lầm nên mới nói lừa đảo, cô gái thanh minh trong đoạn clip. Dù chưa biết thực hư sự việc ra sao, nhưng đa số cư dân mạng đều cho rằng ai cũng có nỗi khổ riêng, cũng chỉ vì hai chữ mưu sinh. Vả lại dù đúng dù sai thì cô gái này cũng đang xin tiền. Vả lại dù đúng dù sai thì cô gái này cũng đang xin sự thương xót của mọi người. Người cho tiền cũng chứng tỏ đã suy nghĩ kỹ càng và chấp nhận tin tưởng, cũng là tích phước cho con cháu sau này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.